hai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách dụ cái con quái vật Siren Head Spider này ra khỏi thành phố và dụ nó tới một nơi nào đó không có người dân sinh sống và tiêu diệt nó các bạn. Ai các bạn, hiện tại ui nó đuổi theo kìa bạn, nó đuổi theo kìa. Ui nó đuổi tới đi con ơi. Ai, ui nó đang đuổi theo chiếc xe của các siêu nhân người nhờ bọn tôi, thấy các bạn thấy không? Phải, ui nó chạy theo kìa. Ai, bây giờ bọn tôi sẽ dụ cho nó tới một cái nơi, một cái ngọn núi hay là một cái bãi bãi biển nào đó các bạn. Không có người dân nha, tiêu diệt nó đó nha. Ai nó đuổi theo kìa. Ui nó chạy theo con ơi. Ai da, ui. Hiện tại thì các siêu nhân người nhờ bọn tôi vẫn đang bị cái con Siren Head Spider nó đuổi tới rồi bạn. Đây, ui nó chạy theo luôn hay chưa? Đấy, không biết là có bao nhiêu con Siren Head Spider nha bạn. Nhưng mà hiện tại thì có một con ở trong thành phố rồi. Tìm cách tiêu diệt nó ở đây nha. Đây, ở đây là một cái căn nhà bỏ hoang hay sao bạn? Chỗ này thì không có người dân nha. Chiến đấu ở đây cũng được nè. Đây này. Đấy, chỗ này nè bạn. Chỗ này được rồi. Đấy, xuống xe, nhanh lên anh em. Đấy, bắn nó. Ui, đây các bạn, đó nè, to chưa? Đây các bạn, to chưa? Ui, nó đạp siêu nhân người nhỏ anh rồi. Ui, không xong rồi. Súng của tôi sắp hết đạn rồi. Đây, ui, nó bay lên các bạn thấy chưa? Ui, nó đánh mấy cái cây cái đèn trong cổng ở đây bị sập luôn nè. Ui, nó bay lên kìa. Ui, rồi, cố lên anh em. Ra sức bắn vào cơ thể của nó nha, tìm ra điểm yếu và tiêu diệt nó nha. Đây, một con Siren Head Spider khổng lồ các bạn. Ui. Rồi nó mạnh, không ổn rồi. Súng của siêu nhân người nhện tôi hết đạn rồi, tôi phải đổi sang súng khác thôi. Nhanh lên. Đây, lấy súng này nha. Con này to lắm chứ ông ơi. Đây, bắn vào cái đầu. Đây, bắn vào cái đầu lo của nó nha bạn. Ui, đang bắn gì nè. Ui, nó mạnh. Đây, không ổn rồi. Đem ra là con này mạnh lắm đâu ơi. Một con Siren Head Spider màu đỏ này mạnh khủng khiếp luôn ấy. À, các bạn thấy chưa? Đây, nó mạnh lắm các bạn. Đấy. Ui, đây. Hiện tại thì nó vẫn đang đánh các anh em siêu nhân người nhà này các bạn. À, các bạn thấy chưa? Đây, bọn tôi đang bắn súng vào cơ thể của nó các bạn. Ui, nó đánh nè các bạn. Đây, nó đánh siêu nhân người nhà Spider-Man màu đen văng vô gốc cây luôn. Khủng khiếp thiệt. Ui ô đây, nữ người nhện Spider Girl cũng bị nó đánh văng mút chỉ cà na luôn rồi. Đây, không ổn rồi. Con này mạnh lắm, phải nhanh chóng tiêu diệt nó thôi. Đây, nó, ui nó tới kìa. Đây, sao bây giờ các bạn, sử dụng bom nha. Ây cha, xem ra là cái con quái vật Siren Head Spider này nó mạnh lắm không ơi. Đây, nó đang đứng ở ngoài ngoài kìa. Phải không thấy chưa? Bây giờ thì bọn tôi phải tìm cách đặt bơm, rất là nhiều bơm ở một chỗ ở dưới đây nha bạn. Đặt ở dưới mấy cái lùm cỏ này bạn, cái mấy cái bụi cỏ này nè. Và dụ cái con quái vật Siren Head đó nó chạy tới đây. Cố gắng là tấn công và dụ nó tới đây và kích hoạt bơm hẹn giờ. Nổ thử xem là có thể tiêu diệt được nó hay không nha bạn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ đặt thiệt là nhiều bơm hẹn giờ nha. Hiện tại thì nó đang tìm kiếm bọn tôi ở ngoài kia kìa. Đây, các bạn nhìn nè, tôi ném ở đây nha. Đấy, ở đây nè. Nhiều chưa? Đây là bơm hẹn giờ nha bạn. Là có nghĩa là nó sẽ nổ ở trong một thời gian nhất định nha bạn. Đấy, bọn tôi sẽ định giờ nó là 3 phút nha bạn. Đấy, một lát thì bơm nó sẽ đặt ở đây. Đặt rất là nhiều bơm ở đây nha bạn. Một hồi thì bọn tôi sẽ dụ cái con Siren Head Spider-Man nó tới. Đây. Wow, đây. Đặt rất là nhiều bơm hẹn giờ ở đây các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó kêu tít đấy. Đấy, ok rồi. Đâu rồi, nó ra ngoài kia hả? Ấy, nó vẫn còn đứng ở ngoài kia kìa. Ấy, nó vẫn còn đứng hiên ngang, nó không bị thương đúng không? Bọn tôi đã bắn rất là nhiều súng, rất là nhiều đạn vào nó mà cũng không xi nhê nha. Ấy, bây giờ thì tôi sẽ lấy súng ra, tìm cách dụ nó tới đây nha bạn. Sau đó thì sẽ cho bơm hẹn giờ nổ nha. Đây, đầu tiên thì tôi sẽ cho các anh em siêu nhân người nhỏ núp ở đây đi các bạn ơi, núp ở trong bụi cây này đi. Ấy, để cho cái con quái vật Siren Head Spider đó dụ nó tới đây nha. Đây, các đồng đội của tôi là các anh em siêu nhân người nhện sẽ núp ở đây nha bạn. Đấy, đây, còn đây là cái chỗ mà tôi đặt bơm hẹn giờ đó bạn. Chỉ cần dụ cái con Siren Head Spider đó nó tới chỗ này và cho bơm nổ nó là sẽ tiêu diệt nó nha. Đây, tôi tới rồi bạn. Đầu tiên cho bắn nó nha. Đấy, ok,
đang dụ nó. Đấy đấy đấy, nó tức nó gạt u u cỏ luôn bạn. Đấy bạn, nó đuổi theo rồi kìa. Đây đây, cuối cùng thì tôi đã dụ được cái con quỷ đầu lo Spider-Man, nó đứng ngay chỗ mà tôi đặt bom hẹn giờ bạn. Bây giờ sẽ bắn cho bom nổ nha. Đây đấy, wow, ui ui, nổ trúng siêu nhân người nhỏ tôi luôn bạn. Đây để xem là cái con quỷ đầu lo đó chết hay chưa. Đâu rồi mày à? Ôi nổ rồi, mất tiêu rồi. Ờ nổ bên đây nè. Đây, wow. Đây các bạn, cuối cùng thì cái con quỷ đầu lo Spider-Man Siren Head này cũng bị tiêu vậy bạn. Đây, cơ thể của nó rất là lớn các bạn. Đây, một đống, một đống trình in luôn các bạn. Đây, các bạn thấy chưa? Đây, con quỷ đầu lo này nè, cơ thể của nó giống như là một siêu nhân người nhện Spider-Man màu đỏ các bạn. Đây, ui ôi, cuối cùng cũng tiêu diệt được nó rồi bạn. Rất là khó luôn nha. Không có siêu nhân robot Spider-Man người máy thì bọn tôi bắt buộc là phải sử dụng bom nha bạn. Và dụ nó tới chỗ đặt bom và kích hoạt bom nổ nha. Cuối cùng thì cũng tiêu diệt được rồi. Đây. Ủa nó nổ nổ con quái vật Siren Head Spider này văng ra làm hai khúc luôn bạn. Đây là cái khúc cái chân của nó nè. Còn ở đây là cái mình của nó các bạn. Đây. Các bạn thấy chưa? Ủa nổ, nó văng ra làm hai khúc luôn, ghê thiệt. Tại cuối cùng thì bọn tôi cũng đã tiêu diệt được cái con quái vật Siren Head Spider màu đỏ này các bạn. Ui, xuất hiện thêm nữa các bạn ơi. Đây, có một con Siren Head Spider màu hồng xuất hiện nữa nè. Đây, tiêu rồi, nhiều chưa? Đây, tôi tiêu rồi. Những cái con quái vật Siren Head Spider này xuất hiện rất là nhiều các bạn. Và những con quái vật này thì có màu sắc khác nhau nha. Đây, một con Siren Head màu màu hồng các bạn. Đây, ủa, wow. Bắn nó văng ra làm hai khúc các bạn. Ây da, cái gì vậy? Ây, nhiều chưa bạn? Xem ra là cái đội quân những cái con Siren Head Spider-Man tụi nó kéo vào bên trong thành phố tấn công bạn. Đây, nhiều chưa? Rất là nhiều màu sắc các bạn. Có con thì Siren Head Spider màu đỏ nè, màu xanh, màu hồng, màu cam luôn kìa. Ui xôi ôi, tiêu rồi. Chả lẽ đấy mấy. Xem ra là cái con Siren Head Spider-Man màu đỏ đầu tiên các bạn thì nó đến đây thì và kéo theo thêm đồng bọn của nó đến để tấn công thành phố nha bạn. Tại bọn tôi đang bị đuổi theo các bạn, rất là nhiều luôn cơ. Ui, này mạnh lắm các bạn. Ui, này, ui, bắn nó văng ra làm hai khúc luôn các bạn, ghê chưa? Đây một con một cam các bạn. Đây, bắn nó văng ra một khúc mà khúc chân và khúc đầu các bạn. Ui, nhiều lắm, tiêu rồi. Đây, ui, tới nữa cơ. Súng sắp hết đạn rồi. Tiêu rồi, súng sắp hết đạn rồi. Chả lẽ anh em ơi. Ui nó tới nữa kìa. Ui tiêu rồi. Tụi nó bao vây các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi rồi bạn. Đây là những cái con Siren Head Spider nha. Đây, có rất là nhiều màu sắc luôn mấy cho. Đây có con màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu hồng luôn. Đây, tụi này nhà bọn tôi đang chiến đấu với nguyên một bầy những cái con Siren Head Spider các bạn, nhiều lắm. Đặc biệt là tụi này thì xem ra là bọn chúng có ý định tấn công thành phố rồi bạn. Ai có một con màu xanh tới mặc gì nó ấy. Wow các bạn, này nè, cái súng này mạnh lắm các bạn, bắn tụi nó nổ giờ nổ văng banh xác luôn ấy. Đây một con chạy nó ấy, nhiều chứ các bạn, nhiều chút chút. Ủa đây bạn, có một số con các bạn bị siêu nhân người nhện tôi bắn nó văng, nó nổ thành hai khúc luôn, thấy chưa? Ai, một khúc đầu và một và hai cái chân nó bị rút ra các bạn, ghê chưa? Ui, ai có một ông, ui, đúng tôi nè, bắn đó anh em. Ai, nhiều lắm. Các siêu nhân người nhện bọn tôi chắc chắn là đánh không lại rồi, phải nhanh chóng đi gọi cho các robot người máy tới thôi. Ai, tụi nó kéo tới kìa. Ui, đây một con nữa nè. Ui, nó to lắm bạn. Dạ. Ui xém nữa là bị nó bắt rồi. Đây, trời sắp tối rồi. Tôi sẽ kích hoạt một siêu nhân người máy đến để tiêu diệt mấy con này đó các bạn. Bọn chúng đông khủng khiếp luôn ấy. Đây, tụi nó chạy rần rần kìa. Đây, súng sắp hết đạn rồi nha. Không thể nào tiếp tục chiến đấu như vậy được. Đây, sẽ tìm một cái mái nhà nào đó leo lên con ơi. Những cái con Siren Head Spider này chắc chắn là bọn chúng không biết trèo tường đâu bạn. Đây, tôi sẽ leo lên cái nóc nhà và gọi kích hoạt các robot người máy tới nha. Đây, đây leo lên cái đây đây, leo lên em, hãy nhanh lên, nhanh lên. Đây, hiện tại thì bọn tôi đã leo lên được một cái mái nhà ở đây rồi bạn, cố gắng là đứng ở trên đây nha. Ui cái gì vậy?
Đây, tụi nó sẽ xuất hiện đây một đống ở dưới luôn. Đây các bạn, trời sắp tối rồi nha. Đây, có rất là nhiều những cái con Siren Head Spider-Man màu sắc khác nhau, bọn chúng đang đứng ở dưới vậy, đang đợi các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi xuống và sẽ tấn công các bạn. Đây, robot người máy vẫn chưa tới đúng không ơi. Đây các bạn, wow, cuối cùng thì cũng có một robot Spider-Man người máy tới các bạn. Đây, một robot người máy Spider-Man phiên bản là bộ áo giáp bằng sắt các bạn. Đây, người máy này cứng lắm các bạn. Đây, ok. Cuối cùng thì người máy của các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi cũng tới rồi. Sẽ tiêu diệt hết những cái con Siren Head Spider ở đây nha bạn. Đây, bây giờ thì người nhện tôi sẽ vào bên trong người máy robot Spider-Man người sắt này nha bạn. Đấy, để chiến đấu với những cái con quái vật Siren Head Spider, những cái con quỷ quỷ đầu nhện khổng lồ với đây nha bạn. Đây, tôi sẽ vào bên trong robot này nha. Hãy vào bên trong đó để điều khiển các bạn. Đây, cuối cùng thì tôi cũng đã vào bên trong robot để điều khiển các bạn. Đây, đầu tiên thì tôi sẽ tiêu diệt những cái con quái vật Siren Head Spider đang đứng ở dưới nha bạn. Đây, bắn cho nó một quả tên lửa xuống nha bạn. Nhìn nè, nhìn nè. Đây, các bạn nhìn kỹ nha. Mày, wow, ủa nó nổ, băng sát đó nè bạn. Đây. Ok. Đây, các anh em siêu nhân người nhện còn lại thì các quái vẫn tiếp tục đứng ở trên mái nhà các bạn. Còn tôi điều khiển robot xuống tiêu diệt tụi nó nha. Đâu, đâu hết rồi. Đâu, có ngon thì ra đây. Siêu nhân robot Spider-Man người máy ta sẽ tiêu diệt hết tụi bay. Đây này, nó tới các bạn. Đây, có một con màu xanh nè. Mày nè. Đây, tiếp tục, tiếp tục. Mày, lên gối đó. Mày, ủa nhiều chứ bạn. Đây, nhiều chưa. Đây, một con nè. Một con nữa nè. Nhiều lắm thôi. Ui, nó tới chưa. Một phát. Một phát tiêu diệt hai con đó. Ui. Nhiều lắm không ơi. Wow, nó bao vây robot luôn rồi. Nó bao vây nó. Nó túm chân robot người máy Spider-Man này bạn. Đây. Sử dụng tia laser nha, nhìn kỹ nha. Đây. Tụi nó cháy nè. Cháy mấy con này luôn. Ui. Trời tối rồi bạn, các bạn nhìn rõ không? Đây đang tiêu diệt nha. Nhiều lắm. Những con Siren Head Spider này nhiều khủng khiếp luôn ấy. Định là phải tiêu diệt hết tụi này, không hết chừa một con nào hết các bạn. Chứ không thì những người dân ở trong thành phố sẽ gặp nguy hiểm ấy. Này. Này. Ủa, nó tới cơ. Này, để tôi chỉnh trời sáng lên một xíu nha bạn. Chứ không rõ lắm đâu. Đấy. Đây, các bạn thấy chưa? Nhiều chưa? Rất là nhiều những cái con Siren Head Spider luôn nha. Đây, bắn tia laser nha. Wow, các bạn, nhìn nè. Tiêu diệt không chừa một con nào luôn nha. Đây, một số con thì nó sẽ bị tiêu diệt và nó bị nổ banh xác các bạn. Một số con thì nó bị cứt ra làm hai nha. Còn có một số con thì nó bị cháy các bạn. Nói chung là mấy con này sẽ bị tiêu lên rồi tiêu rụi toàn bộ luôn. Ôi, đây đây nhiều chứ. Gặp hết rồi, cố lên. Đây, hiện tại thì tôi đang dùng siêu nhân robot Spider-Man người máy tung toàn bộ năng lượng bắn tia laser liên tục vào mấy con này các bạn, quyết định là thiêu rụi mấy con này luôn, không chừa con nào luôn. Đây, ở bên kia có một con này, ủa nó chạy ra, chạy rần rần luôn, rần 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 rần. Những con cuối cùng các bạn. Đây. 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 Đây, cuối cùng thì cũng tiêu diệt hết rồi các bạn. Đây, những cái con Siren Head Spider-Man tấn công thành phố cũng bị tiêu diệt gần hết rồi nha, hình như là hết luôn các bạn, không còn một con luôn. Đây, tiêu diệt hết rồi các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ nhảy ra khỏi robot nha. Đấy, nhảy xuống. Wow. Đây các bạn. Cuối cùng thì những cái con quái vật Siren Head Spider cũng bị tiêu diệt các bạn. Có một số con thì nó bị cháy đen thui luôn các bạn thấy chưa. Đây, có một số con thì nó bị đứt ra làm hai luôn nè. Đây, như cái con màu xanh này bạn, nó bị đứt ra làm hai luôn ấy. Đây, con màu hồng này thì nó bị cháy khét nghẹt luôn các bạn. Nói chung là rất là nhiều những cái con quái vật Siren Head Spider đã bị robot Spider-Man người sắt của bọn tôi tiêu diệt rồi nha. Đây, ở dưới đây cũng rất là nhiều luôn bạn. Nó đứng ở dưới đây rần rần nè. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Quá trời luôn bạn. Đây là xác của những cái con quỷ đầu lo người nhện nha bạn, những cái con Siren Head Spider nha. Đây như cái con này nè. Đấy. Nó bị đứt ra làm hai khúc các bạn, một khúc là một khúc chân và một khúc là một khúc mình đầu của nó nha. Đây, có con thì nó bị robot bắn tia laser cháy đen thui luôn bạn. Đây con này nè. Đây, con này bị cháy đen thui luôn bạn. Đấy thấy chưa? Wow, dữ chưa? Đây.
Cuối cùng thì các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi cũng đã thành công tiêu diệt được binh đoàn quái vật Siren Head Spider tấn công thành phố rồi nha bạn.